nữ sinh trung học tên Nga được chuyển từ trường khác tới. Cô được lớp trưởng 12A1 tên Hạnh xếp ngồi kế một nhân vật mang biệt danh Thằng Quỷ Nhỏ. Mà buổi học đầu tiên nó lại vắng mặt, làm Nga tưởng lầm là Luận, một học sinh nghịch ngợm nhất. Đến buổi học ngày hôm sau, Nga mới biết Thằng Quỷ Nhỏ là Quỳnh, một anh chàng có khuôn mặt ngồ ngộ, mũi đỏ, má đầy tàn nhang và có nhiều tài vặt. Tự nhiên Nga lại lúng túng và cố tình làm mặt lạ với người bạn ngồi cùng bàn học. Nhưng rồi tình bạn của Nga và Quỳnh đã đến sau một sự cố. Tà áo dài trắng của Nga mắc vào sên xe đạp khi trên đường đi học về. Sự việc Nga kết bạn với anh chàng Quỳnh tốt bụng đã làm Khải lớp phó trật tự để ý tới. Khải đã ra tay nghĩa hiệp cứu Nga thoát khỏi trò chọc kẹo gán ghép của đám Luận. Anh chàng Khải có vẻ có cảm tình với Nga, nhưng không ngờ lại bị Nga phản ứng vì cách nói của Khải nhận xét về Quỳnh, dẫn đến Khải làm lơ khi đám Luận đùa nghịch tai ác gán ghép Quỳnh với Nga trước mặt toàn lớp 12A1, khiến thầy hiệu trưởng đã phải phạt cả lớp đứng tại chỗ cho đến hết tiết học. Nhưng cũng chính vì vậy, Nga vẫn sát cánh tình bạn với Quỳnh bởi những cử chỉ tốt bụng và ngoan của Quỳnh. Nhưng Quỳnh lại sợ hãi không dám nói chuyện với Nga. Nga lại nghĩ khác, cây ngay không sợ chết đứng. Nga chơi với Quỳnh chỉ là tình bạn mà thôi. Còn với Khải, mặc dù Khải tìm cách mang quà sang nhà Nga để kết bạn thân, nhưng mọi việc đều trái với ý thích của Nga. Khải như nhân vật thủy tinh trong chuyện cổ tích, luôn luôn đem lễ vật tới trễ. Vậy Sơn Tinh là ai? Không lẽ là Thằng Quỷ Nhỏ? Vì vậy cho nên hơn một năm nay chị phải sống kiếp lao lòng. Xứ lạ quê người, chỉ tần tảo ngược xuôi bằng nghề bay mưa. Chợ đời lạc lòng. Chị ba, sao tóc của em? Bữa nay sao lại say mê nghe cải lương dữ vậy? Băng của bạn chị Ngàn cho mượn đó. Băng chị Ngàn thì mắc mới gì đến chị mà em hí ha hí hửng quá vậy? Bạn chị Ngàn là anh Khải đó. Hả? Anh Khải cho chị Ngàn mượn băng cải lương? Không phải, anh đem lộn. Em đòi giữ lại đem nghe. Anh về nhà lấy băng khác rồi. Băng khác là băng gì? Em nghe nói băng Michael Jackson gì đó. Ủa, chị không thích băng Michael Jackson hả? Không phải là chị không thích Michael Jackson, nhưng mà chị không thích nhạc ồn ào. Ủa vậy chị thích gì? Em dịu nhẹ nhàng thôi. Gì? Cải lương mà không phải em dịu nhẹ nhàng hả? Em dịu ca nhạc chứ không phải em dịu cải lương. Ví dụ như là băng nhạc Thuyền Mơ đó, hay nhạc Trịnh Công Sơn cũng được. Em thì em không có Thuyền Mơ gì hết á, mà em chỉ mơ phủ luôn ngôi sao cải lương đáng lên. Chị em ta là quyết dục thâm tình. Thank you.
biết Nga ở đây. Đâu có, Quỳnh ngồi ở đây lâu rồi. Vậy sao? Vậy mà nãy giờ Nga không thấy. Anh vẫn còn buồn chuyện mấy bữa trước hả? Quỳnh sợ Nga buồn Quỳnh nên không dám nói chuyện, để mấy đứa tụi nó chọc nữa. Nga lại chẳng sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Quỳnh tìm cái gì vậy? Quỳnh đang tìm cái này cho Nga. Cái gì vậy? Lại lọ benzin đó phải không? Không phải, cái này khác. Nga cầm về nghe đi. Nhạc gì vậy? Mấy cánh rất xanh hả? Không phải, đây là băng thuyền mơ đó. Sao anh biết nghe thích băng nhạc thuyền mơ? Cảm ơn anh nha. Chừng nào nghe xong Nga sẽ đem trả. Thôi khỏi, Nga cứ giữ nghe đi, Quỳnh mua cho Nga đó. Mua cho Nga. Ừ. Thôi mình về nha. À. Thôi đi, lần sau anh đừng có làm vậy nữa. Anh làm gì có tiền mà. Nga đừng lo, Quỳnh đi học, nhưng về nhà Quỳnh còn đi làm thêm nữa mà. Làm thêm? Ừ. Anh làm thợ mộc hả? Không. Vậy chứ anh làm gì? Quỳnh làm nghề đóng sách. Hả? Nghề đóng sách? Ừ. Hay quá ha. Nga cũng hay đem sách đi đóng lắm. Bữa nào Nga đem sách cho Quỳnh đóng giùm nha. Quỳnh làm gì mà nghĩ ngợi dữ vậy? Nga đóng, Nga trả tiền đàng hoàng chứ bộ. Đâu phải Quỳnh nghĩ đến chuyện tiền bạc. Chứ Quỳnh nghĩ đến chuyện gì? Quỳnh đang nghĩ là làm như thế nào để đóng sách cho Nga thiệt là đẹp. Em là có biết tuổi hồng mong manh.
Mời anh Khải ngồi chơi. Khải qua chơi đó hả? Dạ. Ủa, em mang tập vở qua học chung với Nga hả? Dạ không ạ. Em có mấy cuốn sách hay, đem qua cho chị và Nga mượn đọc. Dấu vết kẻ sát nhân, ai là thủ phạm, tận cùng là cái chết. Toàn chuyện nghe ghê quá vậy. Ngó vậy chứ hay lắm á chị. Đọc hả, hồi hộp dễ sợ luôn á. Để chị xem thử, hay á thì chị sẽ mượn thêm cuốn khác. Mai mốt em đem qua cho chị mượn. Loại sách này hả, nhà em nhiều lắm, đầy một tủ luôn á. Ờ Nga, có thích mấy quyển truyện này không? Ừ? Anh hỏi gì Nga vậy? Ờ, thì mấy quyển sách. Vậy anh có cuốn Đô thị Sara không? Đô thị Sara hả? Ừ. Tôi không có, nhưng mà mấy bữa nữa tôi đi mua á. Vậy cuốn Những con chim ẩn mình chờ chết anh có không? Cuốn này tôi cũng không có, nhưng mà tận cùng là cái chết, thằng nào cũng chết hết á. Coi cuốn này hay hơn. Anh đúng là người khôi hài. Nghe hỏi cuốn này anh lại quảng cáo cuốn kia. Em thì kỳ ghê. Em cứ làm như nhà Khải là cái thư viện vậy, hỏi cuốn nào là có ngay cuốn đó. Thì em chỉ hỏi vậy thôi. Ý chết rồi, em phải tới nhà bạn ngay, trễ hẹn rồi. Anh Khải ngồi chơi chị Nga nha. Nga phải đi. Ừ, nếu như Nga bận thì Nga cứ đi trước đi. Nga, Nga đi nha. Nga. Trước không chào chị ba nha. Tại đói bụng quá chứ bộ. Em ngồi xuống đi. Chị đã nói em bao nhiêu lần mà em chẳng chịu bỏ cách cư xử thiếu tế nhị của mình. Em làm gì mà chị bảo là thiếu tế nhị? Em có việc thì em phải đi chứ. Chị không nói tới chuyện em tới nhà bạn, mà chị muốn nói về mấy cuốn sách kìa. Mấy cuốn sách nào? Em đừng làm bộ, mấy cuốn sách Khải cho mượn, chứ cuốn sách nào nữa? Mấy cuốn sách đó thì có liên quan gì đến em? Sao lại không liên quan? Khải đem mấy cuốn sách đó là để cho em mượn. Người ta có lòng như vậy, mà em lại chê ổng với eo. Chê nào? Không chê nhưng mà như chê. Sách của người ta mang tới mà em chẳng thèm liếc mắt tới một cái. Lại còn đi hỏi đâu đâu. Nào là Nô tỳ Isaura, nào là Những con chim ẩn mình chờ chết. Em thích những cuốn đó, vậy còn những cuốn sách của Khải là đồ bỏ đi hả? Chị lấy quan cho em. Em không nói đó là đồ bỏ đi, nhưng em không thích coi loại chuyện đó. Em thích chuyện trinh thám. Em không thích là quyền của em, nhưng ít ra em cũng đừng làm cho người ta buồn lòng.